all out right there. Ăn đi, nào đi rồi đâu. Đi, về đi cho lợn ăn đi nha, không sợ đâu. Thank you.
Đấy, chú này đánh đánh cá đấy.
tiền một cái mớ rau này? Rau cải này ạ? Ừ. 20.000 một cân ạ. Ừ. Đắt thế. Cho hai mớ vào hai túi. Cân thôi. Ừ, đấy. Dạ. Rau bây giờ mấy? Có phải có lấy tiền không bằng không? Lấy mớ rau này đi. Thế đúng rồi, nhưng mà bán hết thì lấy 15.000. 10.000 mới bán chỉ mới. Đây cho luôn vào đây. Rồi rồi. Đây, đây. Cho vào đây cho đỡ túi. Cho vào hai mớ rau đấy luôn ạ. Ừ. À. Thế. Em cho tiếp một mớ nữa vào để chị đi cho. Cho vào túi này. Cái mớ ngon mà cái mớ này đi. Thank you.
có tiền đây đấy, đi vay. Không vay nữa. Được hai mươi nữa đâu. Quá tiền mà lại đi vay. Đôi khi làm túi quá thôi. Cho vào được 3 cân chỉ 15.000 thôi. Ôi, đi khỏi khi chở cát mệt chết người. Vâng, nhìn đến nhà ông này. Chú ăn cái gì? Chú ăn là một tí nó chạy hộp ấy. Mãi miếng như tiêu. Vâng, ăn đi chị thoải mái mà. Ăn đấy gì chị? Điên đá. Ngon lắm ấy, luộc mọi lần. Cái này bán như nào? Hai mươi lăm ngon. Ba mươi. Dừa một lúc nữa, dừa một lúc nữa. Úi trời, cái này ba cái này sáu cái. Ngon nhỉ? Đây. Đó,